Ngày 17 tháng 3, Hội đồng Quản trị Vingroup đã ký thỏa thuận bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong công ty SDI, đơn vị đang sở hữu trên 99% vốn điều lệ của công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sado, cổ đông lớn nhất của Vincom Retail. Giao dịch dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 3 năm 2024 đến quý 3 năm 2024. Sau khi giao dịch này hoàn tất, công ty SDI, công ty Sado và công ty Vincom Retail không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sado đang là cổ đông lớn nhất của công ty này khi sở hữu 943,2 triệu cổ phiếu VRE, tương đương 40,5% vốn điều lệ và 41,51% quyền biểu quyết của công ty. Doanh nghiệp này bắt đầu sở hữu cổ phiếu VRE kể từ tháng 2 năm 2021 sau khi sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và phát triển đô thị Nam Hà Nội. Kể từ tháng 4 năm 2021, Sado đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nhận chuyển nhượng tiếp 751 triệu cổ phiếu VRE nữa. Bản thân Vingroup cũng đang trực tiếp sở hữu 18,37% vốn điều lệ, tương ứng 18,82% quyền biểu quyết của Vincom Retail. Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 58,8% so với cùng kỳ. Năm 2024, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 trung tâm thương mại với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000m², giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.